đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nam em đột ngột hủy buổi họp fan phút chót vì lý do bất khả kháng khiến fan vô cùng tiếc nuối. Ngày đầu năm mới 2021, trên trang cá nhân, nam em đã bật mí về kế hoạch tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ fan hâm mộ sau một thời gian dài không họp fan club. Cụ thể, người đẹp đã chia sẻ: "Mình đang muốn tổ chức một buổi tiệc thân mật ngày 15 tháng 1 nè. Bạn nào đi được điểm danh để có chỗ nhé. Địa chỉ ở Sài Gòn các tình yêu nhé. Tổ chức vào buổi tối tầm 2 tiếng đổ lại nè. Có quà lì xì đầu năm cho cả nhà nữa nha." Dòng trạng thái của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 500 lượt đăng ký. Tuy nhiên mới đây, nam em đành ngậm ngùi tuyên bố tạm hủy buổi họp fan vào phút chót dù đã tìm được địa điểm và tính toán phương án tổ chức. Nguyên nhân là do việc tổ chức sự kiện đông người trong bối cảnh Covid đang có biến chứng mới, cần phải được cân nhắc thật kỹ. Nguyên văn dòng chia sẻ của người đẹp Tiền Giang như sau: "Sau khi nhận được sự ủng hộ của cả nhà, mong muốn được tham gia buổi họp fan cuối năm là gần 500, nam em và ekip đã tìm địa điểm và tính phương án tổ chức, nhưng nhận được lời đề nghị cân nhắc về việc tổ chức sự kiện đông người trong bối cảnh Covid đang có biến chứng mới. Thật sự được gặp nhau ngày cuối năm thì cả nhà mình sẽ rất vui. Nhưng nếu như vì dịp vui này mà lại có thể góp phần gây nguy hiểm đến tình hình chống dịch bệnh chung của cộng đồng thì nam em không muốn. Chắc là cả nhà mình cũng không muốn phải không? Nên mình đồng lòng chung tay vì sức khỏe cộng đồng ăn Tết vui khỏe. Sau Tết, tình hình an toàn hơn thì mình gặp nhau. Lúc đó nam em lì xì đầu năm lấy hên cho mọi người được không nè? Tình hình bây giờ nó giống như có muốn mặc váy cưới cũng không được. Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều." Lời chia sẻ của nam em khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối, nhưng lại càng thêm yêu quý cô gái nhỏ này hơn, vì đây là hành động thể hiện trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Lời ví von dễ thương khi nhắc về việc muốn mặc váy cưới cũng không được, càng làm cho khán giả cảm thấy vô cùng phấn khích và kỳ vọng nhiều hơn về một đám cưới cổ tích trong tương lai của cặp đôi trai tài gái sắc nam em Lãnh Thanh. Nếu như quý vị khán giả cảm thấy nhớ và yêu thương nam em, xin hãy đồng hành cùng Chuyện Sao Việt, dõi theo từng bước đi và luôn ủng hộ cô gái đáng yêu này. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin và hình ảnh mới nhất của nam em đến quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.